Cá mập là một nhóm cá thuộc lớp cá sụn, thân hình thủy động, học dễ dàng dễ nước, có từ 5 đến 7 khe măng dọc mỗi bên hoặc gần đầu. Da có nhiều gai nhỏ bao bọc cơ thể chống lại ký sinh, các hàm răng trong miệng có thể mọc lại được. Cá mập bao gồm các loài với kích cỡ chỉ bằng bàn tay, có loài dài tới 12 mét. Cá mập được cho là xuất hiện cách đây hơn 420 triệu năm, trước cả thời kỳ xuất hiện khủng long và có những loài rất nguy hiểm. Hãy cùng nhau tìm hiểu về những loài cá mập nguy hiểm nhất đại dương trong video ngày hôm nay. Chào mừng đến với Khanh Discovery. Đứng ở vị trí thứ 5 là cá mập ma câu, là loài cá mập nguy hiểm được liệt kê trong danh sách những loài cá mập nguy hiểm nhất đại dương. The South Sea ma câu sát, chúng còn được gọi là cá mập ma câu, được đánh giá là loài máu nóng. Khi phát triển, những con cá mập ma câu có chiều dài trung bình lên đến 3 mét. Tuy nhiên, nếu như chúng phát triển hết cỡ thì có thể dài tới 4,5 mét và nặng gần 1 tấn. Kiểu này thì lỡ rơi xuống biển mà gặp phải chúng là bị nuốt trọn rồi. Với kích thước lớn như vậy nhưng loài cá mập này cực kỳ nhanh nhẹn và tốc độ tối đa của chúng là 74 km/h. Việc săn mồi là điều không hề khó khăn đối với chúng. Cá mập ma câu có khả năng nhảy lên khỏi mặt nước và làm chìm tàu đánh cá. Đã có tới 45 ca tấn công con người của loài cá này với 3 trường hợp đã tử vong. Chúng có thể nhảy cao khỏi mặt nước tới 6 mét. Cá mập ma câu vây ngắn là loài noãn thai sinh, nghĩa là con non phát triển bằng noãn hoàn chứa trong một túi nằm trong tử cung cho đến khi được sinh ra. Chu kỳ mang thai của cá mập ma câu là khoảng 15 đến 18 tháng. Người ta cũng nhận thấy là các bào thai của cá mập ma câu trong cơ thể con mẹ tiêu thụ lẫn nhau để lấy chất dinh dưỡng. Điều này được gọi là ăn thịt đồng loại trong tử cung. Mặc dù cả hai giới phát triển với cùng tốc độ, nhưng cá mập ma câu vây ngắn, cái được cho là có tuổi thọ cao hơn và chúng cũng to và nặng hơn cá mập đực. Cá mập ma câu vây ngắn nổi tiếng nhờ tốc độ và khả năng nhảy lên khỏi mặt nước của chúng. Chúng có hình dáng thủy động lực học tốt hơn các loài cá mập khác và điều này, cùng với khối cơ có độ nhịp nhàng, uyển chuyển điển hình của các loài cá mập trắng, là lý do của tốc độ và sự nhanh nhẹn của cá mập ma câu nói chung. Thứ 4 thuộc về cá mập vây trắng. Cá mập vây trắng có tên gọi tiếng Anh là The Oceanic White Tip Shark. Chúng là loài cá mập vây trắng cực kỳ nguy hiểm đối với con người. Trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2, một con tàu đã bị đánh chìm ngoài khơi bờ biển của Nam Phi. Hậu quả là chỉ có 192 trên tổng số 1.000 người sống sót, mà thủ phạm gây ra vụ này chính là những con cá mập vây trắng. Vào năm 1945, một cuộc tấn công của cá mập vây trắng cũng đã làm tàu USS Indianapolis bị chìm, khiến 800 người chết. Loài cá này thường sống tại vùng biển có độ sâu hơn 19,5 mét và hiếm khi tìm thấy loài cá mập này tại các vùng nước nông. Cá mập vây trắng là cá tầng nước mặt, được quan sát hầu như chủ yếu ở nơi có nhiều thức ăn như hải cầu lông Acetokephalusfp, sư tử biển, cá voi nhỏ, các loài cá mập và cá xương. Ở vùng biển mở, nó được ghi nhận tại độ sâu 1.200 mét. Phát hiện này làm thay đổi quan điểm rằng cá mập trắng lớn là loài sống ven bờ. Cá mập trắng lớn có mõm hình nón lớn, khỏe mạnh. Các tùy trên và dưới trên vây đuôi có kích thước rất xỉ giống với một số loài trong bộ cá nhám thu. Bụng của chúng có màu trắng, trong khi lưng thường có màu xám, đôi khi là màu nâu hoặc màu xanh. Màu sắc làm cho con mồi khó phát hiện ra con cá mập vì nó phá vỡ đường viền của cá mập khi nhìn từ phía bên. Từ trên cao, bóng tối hơn pha trộn với biển, và từ bên dưới nó cho thấy một hình bóng tối thiểu so với ánh sáng mặt trời. Cá mập trắng lớn, giống như nhiều loài cá mập khác, có hàng răng răng cưa phía sau những răng chính, sẵn sàng thay thế bất kỳ răng nào bị gãy. Một loài cá mập khác cũng rất là nguy hiểm đối với con người chính là The Tiger Shark. Ở vị trí thứ 3, người ta gọi chúng là cá mập hổ. Loài cá mập này được biết đến là loài cá rất hung hăng, nguy hiểm. Đã có tới 155 cuộc tấn công vào con người, trong số đó có tới 29 trường hợp tử vong đều là do loài cá này làm. Bạn có tò mò vì sao chúng lại được gọi là cá mập hổ hay không? Nguyên nhân là do chúng có tính khí hung hăng, cùng những kẻ sọc trên cơ thể giống với một con hổ. Bạn có thể tìm thấy những loài cá này ở các vùng biển nhiệt đới, dưới độ sâu hơn 6 mét. Cá mập hổ cũng được liệt kê vào danh sách những loài cá mập lớn trên hành tinh. Khi trưởng thành, loài này có thể dài 4,8 mét và nặng hơn 1 tấn. Chúng chính là loài cá mập nguy hiểm nhất ở các vùng biển nhiệt đới. Chúng sinh sản bằng cách thụ tinh trong. Con được chèn một trong những thùy bám plasker vào lỗ sinh dục của con cái lỗ huyệt, hoạt động như một đường dẫn tinh trùng. Con được sử dụng răng của nó để giữ con cái trong suốt quá trình, thường gây ra sự khó chịu đáng kể cho con cái. Giao phối ở bắc bán cầu thường diễn ra giữa tháng 3 và tháng 5, với đẻ con giữa tháng 4 và tháng 6 năm sau. Ở nam bán cầu, giao phối diễn ra vào tháng 10, tháng 12 hoặc đầu tháng giêng. Cá mập hổ là loài duy nhất trong họ của nó noãn thai sinh, trứng nở trong tử cung và sinh ra trực tiếp khi phát triển đầy đủ. Con non sinh ra bên trong cơ thể của con mẹ cho đến tháng 16, lứa khoảng 10 đến 80 con non. Con mới sinh thông thường dài từ 51 cm tới 76 cm. Loài cá mập này thông thường đạt thành thực giới tính ở chiều dài 2 đến 3 mét. Chưa biết cá mập hổ sống được bao lâu, nhưng có thể chúng sống lâu hơn 12 năm. Ở vị trí thứ 2, huy chương bạc thuộc về cá mập bò mắt trắng, có tên tiếng Anh là The Bull Shark. Người ta tin rằng cá mập bò là những con cá mập nguy hiểm nhất trên thế giới, nhưng điều này cũng không hoàn toàn đúng cho những con cá mập trắng lớn. Loài cá này đã từng giết chết 26 người và tấn công 104 lần các tàu bè đánh bắt ra khơi. Chúng sở hữu một cơ thể mạnh mẽ, khi trưởng thành thì chúng có thể dài tới 3,5 mét và trọng lượng khoảng 318 kg. Đây là loài cá có tinh thần lãnh thổ cao và sẽ tấn công bất cứ thứ gì nếu nó cảm thấy bị đe dọa. Cá mập bò mắt trắng có cơ hội cao tiếp xúc với con người lớn hơn bất kỳ loài cá mập khác bởi vì chúng thường sống ở vùng nước nông dọc bờ biển cũng như là trong nước ngọt, một điều khá khác lạ đối với những loài cá mập khác. Cá mập bò mắt trắng Catarrhinus lucas còn được gọi là cá mập Zambezi ở Phi Châu và cá mập Nicaragua. Ở Nicaragua là một loài cá mập phổ biến rộng rãi trên thế giới, sống trong những vùng nước ấm và cạn dọc theo bờ biển và sông ngòi.
Cá mập trâu mắt trắng được biết đến do chúng hung hăng, thích nước nông và hay có mặt ở những vùng nước lợ hay nước ngọt, vùng có cửa sông và sông. Chúng có thể sống cả trong nước biển và nước ngọt, và có thể sống trong sông sâu trong đất liền. Chúng đã được tìm thấy ở Indiana, Mỹ trong sông Ohio. Chúng có lẽ là loài cá mập đã tấn công con người trong những vụ tấn công gần bãi biển, kể cả trong những vụ tưởng là do những loài cá mập khác. Cá mập trâu mắt trắng không thật sự là cá nước ngọt, mặc dù nó thể sống trong nước ngọt không giống như là loại cá mập sông thuộc Chigrifies. Và đứng đầu trong danh sách ngày hôm nay, quán quân gọi tên cá mập trắng lớn The Great White Shark, loài cá mập trở thành sát thủ của biển cả. Chúng được khắc họa trong bộ phim Jaws. Cá mập trắng lớn được coi là loài cá mập nguy hiểm nhất hành tinh, bởi chúng đã tấn công hơn 400 người và làm 74 người trong tổng số đó làm cho thiệt mạng. Loài cá mập này cực kỳ là nguy hiểm, khi trưởng thành, chúng có thể dài đến 6,7 mét và nặng hơn 3,5 tấn. Hàm răng thì sẽ dài đến mức 7,5 cm, có tác dụng cắt con mồi trong khi đầu chúng vẫn di chuyển. Cá mập trắng lớn có tốc độ thật là đáng kinh ngạc, sẽ không thể nào tưởng tượng được loài cá này có khả năng trở nên cực kỳ mạnh mẽ khi kết hợp với thân hình to lớn của nó. Với vận tốc tối đa là 56 km/h, cùng màu trắng sẽ giúp ta có thể nhìn thấy ở các vùng nước nông hoặc nước sâu. Ngoài ra thì chúng còn thường xuyên xuất hiện trên các bờ biển khắp thế giới. Đây là loài thú ăn thịt vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành sát thủ của biển cả, loài cá mập nguy hiểm nhất hành tinh. Cá mập trắng lớn không có kẻ thù tự nhiên nào ngoài cá voi sát thủ. Nó là loài cá ăn thịt lớn nhất còn tồn tại. Nó săn nhiều loài động vật có vú biển cũng như cá và chim biển. Nó là loài duy nhất còn sống sót trong chi các Harozoan và đứng đầu trong các loài cá mập tấn công con người. IUCN liệt kê cá mập trắng lớn là loài sắp nguy cấp, trong khi nó nằm trong Appendix 2 của Science. Tiểu thuyết Jaws của Peter Benchley và bộ phim bom tấn của Steven Spielberg khắc họa cá mập trắng lớn như kẻ ăn thịt người tàn bạo. Con người không phải con mồi ưa thích của cá mập trắng, nhưng nó gây ra số báo cáo và số tử vong lớn nhất trong số các vụ cá mập tấn công. Cá mập trắng lớn là cá tầng nước mặt, được quan sát hầu như chủ yếu ở nơi có nhiều thức ăn như hải cầu lông Acetokephalus sp, sư tử biển, cá voi nhỏ, các loài cá mập và cá xương. Ở vùng biển mở, nó được ghi nhận tại độ sâu 1.200 m. Phát hiện này làm thay đổi quan điểm rằng cá mập trắng lớn là loài sống ven bờ. Trên đây là top 5 loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới. Nếu biết thêm thông tin đừng ngần ngại để lại dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.